Ơi, xin chào anh em đam mê nha, lại là mình đây anh em. Hôm nay mình xin làm một cái clip trồng cái cây mai nha. Cây này nói thiệt với anh em luôn là cây bán ế. Cây bán ế lên dừa anh em à. Rồi không ai mua cho nên mình trồng lên chậu luôn. Đó, cách trồng của mình thì anh em cũng coi nhiều rồi. Đó, thấy hợp lý với cái chậu này không anh em? Cây này lên dừa anh em à. Rồi, cây này mình quyết định ép vô cái chậu nhỏ này anh em à. Cái cây này nó chưa hợp lý lắm, cắt xuống bớt cho nó đẹp. Đẹp anh em. Rồi cái này nó hơi bị cao hơn cái chậu, bây giờ mình sẽ xả cái đế xuống anh em à. Xuống khúc nữa cho nó vô cái chậu đẹp luôn. Anh em theo dõi clip nha. Đây, cây này thì nó cái đế của nó không có phù hợp với cái chậu, giờ mình sẽ thiếu bớt nha anh em nha. Được chưa anh em nói thôi căn chỉnh này. Được đấy đó. Chúng cũng hợp lý chứ. Được cái chậu này mua 350 chứ ít đâu, bớt 10.000 còn 340 á. Rồi mình cắt cái thành băng keo ra anh em nha. Mình thì làm bằng cưa không anh em ạ. Anh em ơi, mình vừa hoàn thành trồng một cây mai đã xong. Cây đế quái này, cây đế ok rồi đây. Mặt tiền của cây nè, hồi nãy trên này bay lên đây mình trồng mặt tiền, mình sẽ đặt tán vào đây, tán vào đây, tán vào đây, dựng cái đỉnh lên nha anh em nha. Cây này chơi tán thì vừa thôi. Rồi hẹn anh em Tết năm nay có một cây, có vài cái bông chơi nha anh em nha. Rồi tuyệt vời rồi, ok chốt luôn. Tạm biệt anh em nha, hẹn anh em clip kế tiếp nha anh em.